21 loại kem dưỡng trắng body siêu trắng. Đầu tiên là kem body mềm, dưỡng trắng và giá cũng bình dân lắm nha. Theo là Bạch Ngọc Liên đang hot trong thời gian hiện nay. Lại là em Lusuri của nhà Collagen X3. Tiếp theo là body son, vừa rỉ lại vừa trắng. Kem body son hiện tại có nhiều phiên bản lắm nha, 360 độ. Kem body lust tổ yến. Theo là kem vitamin E Úc, xài kể cả cho mặt luôn. Kem body lemon, cực kỳ dịu nhẹ cho da. Lục tảo, em này cũng được chị em sử dụng rần rần luôn nè. Lại là một em combo xịn sò nhà Du Hy. Kem Livy đen và phiên bản Livy vàng. Kem body bưởi xanh tặng kèm tóc trắng. Người sử dụng kem body bông chưa? MV phiên bản cũ nhưng mà được khách hàng đánh giá rất là cao. Phiên bản mới của MV Skin. Em body trứng. Này thì phiên bản mới luôn nha. Body BC Cosmetic hoàn hảo. Vaseline dưỡng thể, hàng Thái à nha. Theo Vaseline Mỹ. Và cuối cùng lại là em trứng.